click. Radiant Venomancer. Execration's turn to pick. Alo alo, 1, 2, 3, 4, không hiểu mọi người thì đã nghe thấy gì chưa nhỉ? Vâng, chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Execration và Moogle trong khuôn khổ vòng loại WCA, khu vực Đông Nam Á. Đây là một cái giải có cái tên gọi là Upright Championship Special. Queen of Pain, Tuska là sự lựa chọn Execration và Moogle, họ có cho mình Venomancer và Clockwork. Sự lựa chọn của Execration trong cái việc mà họ ban pick, họ đang lựa chọn hai hero mà có cái thiên hướng đi gank rất là mạnh, loại bỏ đi con Ursa và con Omni-9. Còn các thành viên của Moogle tương đối là tinh khôn khi họ lựa chọn một con Venomancer với cái lượng sát thương diện rộng mà gây ra, và rất là khó chịu nếu như các thành viên Execration muốn áp sát vào người Venom. Clockwork là một con support số 4 cũng có khả năng cai đội hình đối phương rất là dễ dàng, và họ ban đi Magnus, Puck và Armor. Bây giờ thì bên phía Execration họ có một cái câu trả lời cho Moogle với lượt ban thứ 3 là chính là SF. Họ không muốn cho Miracle và đồng đội có được hero này. Nếu như SF đi mid, sau đó pick thêm những con hero khác để có thể tạo khoảng trống cho SF, thì Execration sẽ khó cản con SF để nó giàu lên trong giai đoạn mid game. 5 seconds remaining. Và giới thiệu lại một cái lần nữa thì mình là caster DK tới từ 23 Creative, và một chút nữa thôi thì người phục vụ các bạn chính là Kỳ Anh. Bây giờ thì Kỳ Anh đang có vấn đề về xe cộ nên là chưa thể nào vào ngay được. Mình sẽ hỗ trợ Kỳ Anh trong cái màn ban pick. Turn to ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Lượt ban tiếp theo của bên phía team Moogle đó chính là Oracle. Không cho đối phương sử dụng một con Oracle để kết hợp cùng với Tuska cứu người. Trước khi Oracle này cũng hạn chế đi cái lượng sát thương tới Venom khá lớn. Execration thì họ đã loại bỏ Disruptor. Clockwork Disruptor đó thì một cái mục tiêu như kiểu là Queen of Pain, tôi không biết là chạy đi đâu. Nếu mà bị Clockwork thì hook shot vào đóng cái lồng, đặt thêm một cái sandbag vào người của Queen of Pain nữa thì có mà Blink đi đang rời. Nên Execration họ không muốn solo mid của mình chết một cái cách tức tưởi, nên là không thể nào để một con Disruptor sống sót có thể xuất hiện ở trong lineup của Moogle. Bây giờ thì Moogle họ sẽ có cho mình một cái sự lựa chọn, và tôi không biết là sự lựa chọn này của Moogle thì nó sẽ là hero theo cái dạng gì. Khá khó đoán những cái lượt pick đầu tiên. Thật ra bây giờ họ đã có một carry, có một con support rồi. Có thể sẽ là vị trí offlane, hoặc cũng có thể sẽ là vị trí solo mid. Hoàn toàn được. Vẫn đang suy nghĩ tới các thành viên của Moogle. Bây giờ thì hoàn toàn họ có thể chơi một combo đeo Venomancer A. Không, họ lựa chọn Witch Doctor là con support số 3, số 5 của mình ở lượt pick thứ 3. Và Witch Doctor thì kết hợp cùng Venom thì rất là mạnh trong cái khoản đi lên. Chỉ cần cộng 2 điểm vào cái bùa của mình thôi, thậm chí là 1 điểm vào cái bùa của mình thôi, anh ta cũng đã có thể kết hợp cùng với Venomancer để giết người được, với khả năng dồn sát thương ra khá lớn trong cái thời gian ngắn của Venomancer. Execration họ lựa chọn Fearless Void để set up cùng với Queen of Pain cho những cái màn combo combo. Chỉ cần một con Void mở lồng tốt, Queen of Pain có thể burst một cái lượng đam tương đối vào người các thành viên Moogle. 5 seconds remaining. Elder Titan. Elder Titan dành cho Moogle. Execration's turn to pick. Elder Titan, Witch Doctor, Venomancer và Clockwork. Một lineup mà có thể nói là đem đến một cái sức sát thương nó thực sự
là nguy hiểm. Execration, họ có một cái lồng voi, nhưng Moogle lại có độc của Venom, lại có Elder Titan với du ngủ, và AA dành cho Execration. Như vậy là AA phải less voi, một sự lựa chọn để cho giúp cho cái lượng sát thương của Execration nó sẽ không bị thiếu trong giai đoạn mid game. Ok, như vậy thì rất có thể là Phyllis Void sẽ đánh ở vị trí carry. Lựa chọn con offlane khả năng farm rừng sớm để cho Venom Answer này đi free thôi. Chứ đứng lên ở Venom này thì Void cũng đừng hỏng farm. Tôi mới khẳng định một điều là như vậy. Reserve time. 5 seconds remaining. Execrations turn to ban. Và để mà có một con offlane có thể có khả năng farm rừng thì Moogle đã nghĩ đến cái tên đấy chính là Bristleback, quyết định loại bỏ BB. Còn Execration thì bây giờ họ sẽ ban đi một con solo mid của đối phương. Lab này của bên phía team Moogle họ có thể sử dụng một con Storm Spirit thoải mái, khá tốt luôn nhưng không phải hẳn thoải mái. Hoặc để xem. Thật ra thì cái lab của Moogle họ sẽ cần một con solo mid mà có thể chuyển hóa thành một con semi carry trong giai đoạn late game, không phải là một con solo mid đánh theo cái dạng playmaker. Temple Assassin kiểu này Moogle cũng có thể chơi được, tăng thêm sát thương vật lý. Cái lab của Moogle đang hơi thiếu sát thương vật lý, chưa biết là Moogle sẽ suy nghĩ như thế nào. Cái hero mà tôi nghĩ là rất tốt trong trận này dành cho Moogle là Park, thì họ lại tự tay loại bỏ. Execration họ ban đi Ember, mà họ vẫn sợ cái sát thương phép thuật của đối phương hơn. Và lựa chọn của họ sẽ là Reserve time. Họ đang suy nghĩ khá là lâu. Lab này của Moogle thì tương đối mỏng, nó không dày dặn gì cho cam, nhất là khi phải đối chọi con AA. Moogle sẽ suy nghĩ gì ở lượt pick solo mid để xem. Miracle anh đang nghĩ gì. Hôm nay thì Execration họ có đầy đủ những cái thành viên của mình, đấy là JB Mo, Fernando, James, Radiant Team pick, Lil Mick và AA. Weaver dành cho Execration. Weaver với Time Lapse mà khả năng di chuyển rất là rộng. Họ muốn nhắm đến những con support rồi. Một Phyllis Void có thể đánh ở vị trí offlane và Weaver đánh ở vị trí carry. Moogle bây giờ thì Naga Siren là như Moogle. Naga đi cùng với Elder Titan, Witch Doctor, Venomancer và Clockwork có thể dồn ra một cái lượng sát thương rất lớn. Và quan trọng nhất thì đây là Naga trong tay của Morocco, người mang Naga đến đấu trường chuyên nghiệp. Và bây giờ thì sẽ là phần bình luận của caster Hoàng Kỳ Anh sau khi đã vượt qua môn trùng cây số để đến với tất cả mọi người. Hi, trong khi... ok, văn thơ lai láng quá, thật đấy. Rất là cảm ơn Duki. Hello anh em, chúng ta đến với nhau. Vâng, giải đấu lại rất là nhiều giải đấu xuất hiện ở cái mùa hè năm nay rồi. Trước TI bắt đầu có rất là nhiều giải hay cho chúng ta xem. Những cái giải như kiểu là Mass TV, có những cái top team thì bây giờ cũng có những cái giải để cho các team yếu hơn họ cọ sát, họ lấy những cái tiền thưởng nếu như mà không được đi TI. Và giải đấu WCA này thì cũng không phải là một giải đấu bé đâu, nó cũng là một giải đấu khá là lớn đấy. Tiền thưởng khá là lớn, nhưng mà cái hành trình để cho một team vô địch cái giải này thì cũng rất là chông gai. Và kể cả khi vô địch rồi thì cái hành trình để lấy cái giải thưởng nó cũng chông gai không hề kém một tí nào cả. Tôi vẫn nhớ là team Alliance mãi thì mới có thể lấy được cái tiền thưởng của mình ở WCA. Rồi ở đây thì ngay lập tức là đã có pause. Rồi nhìn thấy một con Naga Siren của Miracle, tôi lại thấy khá là hấp dẫn.
Anh em không nghe tiếng game á? Mình vẫn nghe tiếng game nhỉ? Có pause. Nói chung là dù là vòng loại thôi nhưng mà những cái game đấu của WCA thì nó vẫn làm những cái trận đấu bao ba. Ở đây Felix Void, Ancient Apparition, Queen of Pain, Tosca và một con Weaver dành cho bên phía team Execration. Có lẽ là Weaver sẽ chơi ở vị trí carry. Felix Void đi off lane, hai support là Tosca và AA rất là giá buốt. Queen of Pain sẽ là hero solo mid. Bên phía team Moogle thì Venomancer có lẽ sẽ là hero đánh ở vị trí xếp lên carry. Naga Siren của Miracle sẽ là hero đi mid. Clockwork dành cho Dafa, thanh niên này tên nghe kiểu the fuck ấy. Era Titan đây thì là Polo Song, game thủ người Singapore cũng đã rất là quen thuộc với Miracle rồi. Chơi cùng với nhau từ thủa rất là lâu rồi. Polo Song chơi Era Titan. Barry ở đây thì cầm Witch Doctor. Chibix đánh Venomancer. Setting gì mà lâu ấy nhỉ? Ok, ngay lập tức là có một tiếng đập smoke đến từ bên phía team Moogle và TP rất là nhiều. Support thì TP ra mid, còn carry thì TP xuống safe lane. Support Polosong, Era Titan thì cố gắng di chuyển và có lẽ như là anh ta cũng đã phát hiện được ra vị trí của con Tuska này rồi không? Có lẽ là không. Hai support di chuyển rất là nhanh. Era Titan thì rất là nhanh chóng cắm cho mình được một cái ward lên trên khu vực mid lên thương rồi. Đây Polosong đang bị cản đường lại. Anh ta nên cẩn thận. Polosong vâng cộng cho mình một điểm và dậm ngủ. Dậm ngủ được 3 người rồi, đang cố gắng di chuyển về. Barry có một tiếng ném long con hơi muộn màng. Nếu như ném long con nhanh hơn một chút nữa thì có lẽ là Polosong đã không phải chết. Barry anh ta đứng khựng lại và nhìn đồng đội mình một giây. Có lẽ như là anh ta tự tin được vào cái tình huống di chuyển về của Polosong. Và Polosong feed cái first blood cho Queen of Pain rồi. Một cái mạng feed không đáng có. Đây là Nando. Ngay lập tức là di chuyển vào lên của đối phương. Và sẽ canh luôn cái rune này. Liệu có một cái tình huống tranh chấp rune tiếp theo đến từ bên phía team Moogle với cả Execration hay không. Rồi bắn nhau từ hai carry. Hai carry vẫn đang bắn nhau rồi. Đây thì James anh ta sẽ có được một cái rune bounty khá là dễ dàng. Bằng Nando thì vẫn có vẻ như nó không muốn bỏ qua. Không muốn bỏ qua cái rune bounty này rồi. Đánh nhau luôn chặn đường này. Còn 5 giây nữa thì rune bounty sẽ xuất hiện. Và Nando bị đuổi về khá xa rồi. Có lẽ đây sẽ là một cái rune của Chibix. Ok, rune dành cho Chibix. Nando ngay lập tức là bị harass khá là nhiều máu. Polosong có một cái giây để cái tốc độ di chuyển để có thể với đến con kiến kia nó rất là dễ dàng. Đấm rất là đau. Ở khu vực mid lane thì Naga Siren sẽ đi cùng với cả Queen of Pain. Cộng cho mình một điểm vào Mirror Image. Và cái skill này nó khá là hay. Khi mà đi với Queen of Pain, Queen of Pain cứ găm dao rồi sử dụng cái phân bóng này thì sẽ giải luôn cái găm dao của bên đây. Sao Barry bị chặn đường vào. Lượng đam đến từ skill 3 của con AA này nó là quá lớn. Bây giờ đánh luôn cả Chibix. Chibix cũng sẽ chết trong khi Lumix ở đây. Anh ta còn chưa nằm xuống. Lumix cắn cho mình một cái Fairy lên. Polosong bắt buộc phải di chuyển về. Bên phía team Execration họ có một cái lane chip phải nói là quá đẫm. Phải nói là quá đẫm máu ở dưới này rồi. Phải nói là cái con Ancient Operation cộng luôn skill 3 Chilling Touch ở thời điểm đầu game. Rồi đi cùng với Kiến hay là Tuska, những con hero có khả năng tiếp cận hoặc áp sát đối phương. Rồi bắn này rất là khó chịu. Tức là có 3 mạng dành cho bên phía team Execration từ điểm đầu game rồi. Một mạng first blood dành cho James. Và 2 mạng dành cho chip lên công này. Bây giờ thì Chibix anh ta cũng đã quay trở lại lên rồi. Nhưng mà
nên cẩn thận khi mà con Venomancer này là con hero không có skill gì để có thể chạy. Ném long con thằng Big Bong vào đầu của Nando, nhưng bây giờ thì lại muốn di chuyển ra để có thể focus vào người của AA. Giờ thì AA anh ta bị dậu ngủ, nhưng ở đằng sau Chi Bix anh ta không lao lên để có thể đánh vào người của cái con Ancient Operation kia. Mà tại sao anh ta lại lùi xuống thế này, anh ta đánh con kiến nào? Bây giờ kiến nó có chạy được không? Không thể chạy được rồi, Suguchi vẫn còn đang cooldown. Cắn cho mình nó to lên, không thành công. Đó là một tiếng đổi mạng, một đổi một đến từ cả hai team. Khi mà support Witch Doctor đổi lấy carry Weaver, nhưng mà carry Weaver thì đã nhận được 81 tiền. Cho bên phía team Moogle họ nhận nhiều tiền. Ở dưới này tiếp tục là có một tình huống TP xuống đến từ Weaver. Lại kết thúc được mạng Polo Song, dưới cái lên này đẫm máu quá, 5-1 rồi. Không biết là có dàn xếp gì về kèo 10 kill hay không, nhưng mà cái tốc độ của cái trận đấu phải nói là nó được đẩy rất là cao dưới cái lên boss này. Các team họ, cả hai team họ đang thực sự là chơi rất là hổ báo, không ngần ngại có những tình huống đánh nhau. Ở trên này đa pha cắn quả xoài lên rồi cóp được Raging Bullet vào. Raging Bullet anh ta không còn đủ mana để thực hiện cho mình một tình huống tham hoác nữa. Raging Bullet đang phải bỏ chạy, nhưng may mắn thay là anh ta có một cái orb ở Venom, anh ta có thể slow được một chút cái con Clockwork này, nhưng Clockwork thì lại có dây, vẫn đang đấm rồi, không thể nào mà đuổi kịp được Felix Boy, quyết định là lùi về. Ở đây thì đa pha anh ta lên cho mình 2 điểm vào Betty ra sao và 1 điểm vào Power Cock. Nói chung là đi với cả con Felix Boy này thì trừ khi mà burn được sạch mana của nó thì mới có khả năng giết thôi. Giờ rất là khó. Rồi Nando ở đây dính nhiều độc quá rồi, cả độc của rắn rồi độc của phù thủy. Không thể nào mà con Weaver này nó có thể chịu được lượng đam đến từ 2-3 hero dồn lại, rồi lại còn có một cái Melodic được. Lưu Mick đang có một tình huống rình mò ở đây. Miracle anh ta có vẻ như là đã phát hiện ra điều này khi trước đó thì Lưu Mick cũng đã lộ sai rồi. Liệu có một tình huống di chuyển vào đến từ Lưu Mick hay không? Tuska bây giờ là một con hero roam gank rất là khó chịu, đúng rồi. Chắc chắn là Miracle biết điều này khi mà đã có một cái Octopath ở bên phía bên kia rồi. Ném lược một cái tình huống cast vào người của Nando. Bây giờ Nando anh ta chạy, anh ta cố gắng để có thể bắn ngược lại vào người của Barry, nhưng anh ta sẽ nằm xuống, Barry cũng sẽ chết. Nando dù có chết cũng sẽ phải kéo con Witch Doctor đi theo. Vậy tiếp tục là một tiếng một đổi một, nhưng có lẽ là bên phía team Moogle, kể cả họ có làm thế này thì họ cũng chưa chắc đã ngăn được cái lượng tiền mà con kiến nó kiếm được. Con kiến dù nó chết nhưng nó vẫn sẽ có level, nó vẫn sẽ có một chút tiền khi mà nó giết được hero đối phương. Ở đây thì Chibix anh ta có được cho mình 17 creep rồi. 13 creep là số creep của Nando. Nando con Weaver nó di chuyển ra lên rất là nhanh, không cần phải có một cái TP, chỉ cần 2 lần Suguchi thôi là ra đủ để lên rồi. Liên tục là có những tình huống pull vào để có thể giảm cái lượng creep dành cho bên phía team Execration. Moogle họ vẫn đang cố gắng để có thể đi con kiến này, không cho con kiến có thể quá xanh. Weaver con hero mà có thể đánh nhau và đẩy trụ sớm. Bên phía team Execration thì gần như là không có hero đẩy trụ, nhưng mà hero đánh nhau rất là mạnh. Felix Boy Weaver nếu như mà không cản cái XP và cái lượng farm của những con hero kiểu dạng như thế này thì Naga sẽ rất là khó. Naga rất là khó để có thể farm bù. Ở đây thì đa pha lên cho mình một cái bottle bằng Clockwork lên bottle. Lâu lắm tôi mới thấy cái kiểu chơi này, kiểu chơi Clockwork lên bottle nó khá là tham lam. Anh ta vẫn còn giếng nhưng anh ta không chịu sử dụng, chắc là sẽ chờ đợi một cái loot bounty thôi. Lưu Mick và AA ở đây thì vẫn đang cố gắng để có thể tìm cái mạng support rồi. Thấy con gà rồi, con gà đi qua hai thành viên bên phía team Execration và tiền dành cho Execration, trong đó thì lại còn có cả một cái Ring Aquila dành cho Venomancer. Sao lại thế nhỉ? Dưới này thì Venomancer level 5, cộng 3 điểm cộng rắn. Venomancer là Venomancer đánh theo kiểu là đi đẩy trụ à? Rồi lưu mic vào farm rắn của đối phương luôn. Ngay lập tức nhìn thấy là
con Witch Doctor di chuyển ra, anh ta lùi ngay về. Trên này thì sao? Có một tình huống sử dụng Crossbear vào người của Dafa, nhưng Regimental anh ta vẫn chưa thể kết thúc mạng của con Clawback này. Bây giờ thì giết được Clawback rồi, nhưng liệu Regimental có thể về được không? Có lẽ sẽ là về được thôi. Thậm chí đứng để có thể đấm lại vào người Protosong, tham lock vào Protosong và Regimental với Power Chip Pullman Shield của mình. Anh ta di chuyển về cực kỳ an toàn. Một tình huống solo kill úp lồng vào người của Clawback. Mạng dành cho Felix Boy. Felix Boy này thì bây giờ trông như kiểu Felix Boy đánh carry ấy. Con kiến của Nando trông mới giống là cái con đi off lane hơn. Rồi lăn vào người của Chibix, có giống ném băng để có thể chặn cả đường của Barry. Lưu Mick anh ta đánh tính toán cực kỳ hay. Một mũi tên trúng hai chim luôn. Một lăn băng stun được vào người của con Venomancer trên đường lăn. Tiện tay ném một cái Ice Sharp, tiếp tục là block được đường của Witch Doctor. Thực ra Witch Doctor từ đó thì anh ta cũng sẽ đứng lại để có thể khô máu, cứu người đồng đội của mình thôi. Đúng một tình huống đổi mạng rất là lời dành cho Execration. Tỷ số bây giờ nó là 9-3 rồi. Miracle cố gắng để có thể sử dụng bóng của mình farm. Rồi Lil Mick bị tìm thấy rồi, nghe lập tức là anh ta sử dụng Snowball, gói luôn cả Queen of Pain vào. Queen of Pain anh ta thổi một tình huống Sonic Wave ra, chết mạng Clockwork rồi. Thậm chí là còn đứng lại để đánh nhau luôn. Như bây giờ James, anh ta không còn cho mình mana để có thể blink nữa. Rồi vẫn là hồi xong mana để có thể blink, nhưng mà liệu anh ta có chết hay không. Rồi đổi Cheat sang Strength và lượng máu bị trừ đi là quá nhiều. Lượng Dam được nhận vào trước đó cũng là quá nhiều. Melodic ở level 2, Witch Doctor bây giờ level 5 rồi, không lấy một điểm hồi máu nào. Bây giờ lấy thêm một điểm Melodic hay là lấy thêm một điểm Cast đây, chưa biết được. Lấy thêm một điểm vào Melodic nữa, đánh rất cục. Đây thì Moogle, bên phía của team Moogle họ vẫn đang cố gắng kìm chân bên phía team Execution lại. Có những lượng farm rất tốt dành cho Naga. Bây giờ sao đánh nhau này, 3-2. Rồi James, anh ta đã bị stun, anh ta cần phải blink ra ngoài. Anh ta đã dính khá là nhiều điểm Melodic cũng như lượng dam dồn vào là khá nhiều rồi. Cần lùi về rồi. Một tình huống chưa sử dụng quá nhiều skill bên phía team Moogle thôi, cũng đã có thể gần hạ gục được Queen of Pain. Nếu như tiếng nó có cả một cái cọc từ Witch Doctor hay là một cái hook shot Clockwork đang như thế này cho Chibix, trước khi chết anh ta cố gắng đưa ra cho mình lượng dam nhiều nhất bằng cả một cái Poison Nova. Nhưng mà liệu điều này có ích hay không? Nando anh ta di chuyển về, thậm chí anh ta còn su Kuchi ngược lại, vét hai con Crit bây giờ mới bay về. Nào có hook trúng Nando hay không đây? Rồi vẫn đang su Kuchi rất khó chịu, giấc ngủ là mọi người của AA rồi. Hook shot cả được Nando, tại sao Nando anh ta lại đứng lại trong tiếng này? Bây giờ Nando đang phải lùi về, Nando liệu có về được hay không? Đây là Pen đến cứu rồi, Dafa bị slow lại nhưng cả đang rất ổ vào đây với cả Bacteria sau của mình. Kiểu gì thì cái ông Long có thể được chết thôi, nhưng có ai đến cứu hay không? Nando tiếp tục phóng bọ ra và su Kuchi lên, chưa muốn bỏ những con support của bên phía đối phương lại. Polosong nhận nhiều đam quá. Nando bây giờ anh ta luồn lách, có lẽ anh ta cần phải lùi về. Không, anh ta vẫn chưa lùi về. Anh ta quay ngược trở lại, kết hợp cùng với cả James, lấy được mạng của Barry cũng như là Polosong. James đang cố gắng giúp, nhưng mà giúp đi đâu đây? Vâng, vậy là James sau khi mà kết hợp cùng với Nando, Weaver giết được 3 hero của đối phương ở dưới khu bot lane này thì cuối cùng nằm xuống dưới tay Venomancer của Chibix. Đánh nhau cực kỳ đẫm máu. Trên này lại đánh nhau tiếp này. Barry anh ta di chuyển ra, có một úp lồng 3 người nhưng có lẽ sẽ chỉ là kết thúc từ. Không, vẫn muốn đuổi theo Miracle. Regimental đánh rất ổ báo, anh ta cần phải walk ra ngoài. Anh ta walk lên trên đồi bị nhìn thấy rồi, nhưng mà sự ulti luôn. Elton tiếp tục là dồn cả một cái hook shot vào như này á. Thật đấm bash không hề có bash. Nếu như có bash thì chắc là hai mày đứng trên đồi đấm nhau đến chết. Execration dẫn trước với khoảng tầm 4.000 network, Queen of Pain 5.000 network rồi. Naga Seven ở đâu đó có Miracle, dù anh ta còn chưa chết nhưng khi mà bản đồ đang bị ép rất là nhiều, đội
Moogle đang bị ép rất là nhiều thì có lẽ là con Naga thì cũng không thể farm thoải mái được. Gem sẽ hướng đến cho mình một cái lốc. Lên 2 nun rồi lên hệ lốc, chứ không phải là lên 2 nun rồi lên veo. Trên này thì Raging Virtual cũng đã đẩy sau được với trụ rồi, sẽ hướng đến MM. Quyết định là thành carry đánh tay luôn. Dapa sắp cooldown xong, cooldown xong hookshot rồi. Liệu có một tướng hút shot vào người của Raging Bull hay không? Đặt cock ra, cướp rune thôi. Chỉ là những tướng cướp rune của nhau thôi. Raging Bull vào và farm luôn con trôn to của đối phương rồi di chuyển về đánh rất cục tính. Có lẽ anh đã mua xong một cái mở rồi lan vào người Miracle. Nhưng hút shot hay quá này. Tiếp tục có di chuyển ra. Nando anh ta đang bắn rất đau với con Naga này. Naga không cộng ngủ thì phải, nhưng bây giờ thì sao? Naga chưa chết, Nando anh ta đang phải bỏ chạy. Rồi chạy được không đây, Timelapse và Suchi ngược lại. Với Dragonlance, cái lượng máu, lượng stat cũng là khá là nhiều. Rất là may mắn ở đây, Chibix, liệu anh ta may mắn như thế không? Thổi luôn ulti ra, bây giờ Nando dính long con. Anh ta đang bị stat, anh ta bị ngủ lại rồi. Queen of Pain đâu rồi, Queen of Pain phải tốc máy bỏ chạy. Đập ulti ra từ Elton là không chính xác, Nando vẫn còn khá là nhiều máu. Có lẽ anh ta không chết đâu, bật cả stick lên rồi còn khá nhiều máu, dính độc Venom Mancer như này là tạm ổn. Rồi bắt đầu là ra đây khởi hết đồ ra đạc ra và bật giếng. May mắn là cái skill bắn tên lửa của con Clockwork này nó mới chỉ level 2, nếu tương đó là level 4 thì chắc chắn là kiến cũng sẽ phải nằm xuống rồi. Lưu Mix dưới này có cho mình giấy mana, vẫn đang cầm những item support rất là cơ bản, nhưng mà anh ta cũng gần giàu bằng một con Clockwork thôi. Clockwork đi offlane này là nghèo quá. Naga Siren của Miracle 2.300 tiền, 5.600 net worth. Không thực sự quá xanh. Lassie trượt luôn con Creep. Lấy cho mình một cái Iron Talon Ring ở Aquila. Tuska ở đây sẽ hướng thẳng đến cho mình Mecha. Tuska sẽ lên Mecha. Sau đó thì AA cũng đã có ơn và trừ giáp. AA khá giàu. Urn of Shadow và Medallion of Courage. Tuska thì cũng đã có hai mảnh Mekan rồi. Vẫn hai mảnh, 1.400 sẽ là hai mảnh. Ở lại tiếp tục drag game cho Naga Siren Farm, nhưng mà drag game được không? Bây giờ network trực lệch nó là khoảng tầm 7.000. Ở đâu đó thì có đánh nhau ở đây. Lumex anh ta đang bị dồn vào rất đau. James tốc váy và blink đi. Nhưng liệu bên phía team Moogle họ có phát hiện được ra cái vị trí mà James anh ta blink không? Tí nữa thôi thì cảm giác trúng rồi. Vậy là dưới này ba người bên phía team Moogle cũng đã có thể giết được con support của đối phương. Nhưng trên top thì sao? Offlane bên phía team Moogle lại nằm xuống. Liên tục có cái tình huống đánh nhau đổi mạng. Execution họ rất là muốn gây sức ép cho bên phía team Moogle. Không thể để cho Moogle cứ thế đứng farm được. Na sao được thì đang thích bóng với QRP. Mỗi con bóng thì cũng 20 tiền. Rồi bây giờ vào và Roshan luôn với bọ của Nando. Cũng như là một cái Mega lên được Courage đến từ Exceleration. Tuska cũng còn không cộng một cái CGU. Chúng ta mắc vào 1 và 2 luôn. Roshan cực kỳ nhanh, Nando là người có Aegis of Immortal. Sẽ TP thẳng xuống bot, đẩy cái lên bot này lên một chút đã. Sau đó thì sẽ sử dụng Suchi ra mid để có thể đi cùng đồng đội của mình. Chờ đợi cho Felix Boy anh ta có một Chrono Spear. Còn Felix Boy thì còn hơn 70 giây nữa sẽ có Chrono Spear. Kiến đẩy hết cái lane này thì chắc là cũng sẽ có Chrono Spear thôi. Đẩy đến trụ 2 ở phương. Cung đao xong Chrono. Suchi ra mid đánh nhau. Thậm chí là Void có thể chạy xuống bot cũng được. Còn Void hay là Medas rồi. Rất giàu. 7k2 nên luôn, thậm chí còn giàu hơn cả con kiến kia. Queen of Pain thì sao? Queen of Pain ở đây có gậy lốc đã hướng đến Orchid. Thì mình đã là một mảnh Orchid rồi. Hơn một mảnh của Orchid rồi. Đây thì Google đang rất khó để có thể con trên map, cũng như là có những tướng teamfight tốt. Nếu như không có setup để từ Naga Siren, bắt buộc là phải có setup để từ Naga. Naga ngủ cho Venom đi bộ và cắm một hàm rắn đã. Sau đó là ulti. Elton ulti. Có vậy đặt cái con ra. Rồi Witch Doctor đứng thả cọc.
Đấy, đây là setup theo kiểu như vậy. Không rất là khó. Rồi khi mà Nando anh ta cũng đã di chuyển được xuống dưới lên bot này. Có lẽ Raging Monitor cũng đã gần Kunda xong cho mình cái Chronosphere. Đúng là như vậy, gần Kunda cho mình Chronosphere rồi. Nhưng ở đây thì Raging Monitor nhận nhiều đam quá, bị trói vào trực Wagdy. Bây giờ anh ta Wagdy đã né được cả ulti đến từ Aiden. Nhưng mà Melodic đang khiến cho Raging Monitor mất rất nhiều máu. Tiếp tục Wagdy dí thêm cả cái bóng này, có sai Raging Monitor, anh ta cần phải bỏ chạy. Quay lại úp lông được hai người, quăng đấm để có thể deal đam. Nhưng anh ta đang bị du ngủ thì phải không? Không phải, tại sao cái con Faceborn lại dừng lại trong đứng đó nhờ? Dù sao thì Dafa cũng đã nằm xuống rồi. Nhưng ở đâu? Vâng, ở ngay dưới chân đồi, chỉ biết bắn một tiếng độc lê, kết thúc được mạng của Faceborn trong tay Raging Monitor. Có lẽ là vì vừa rồi thì Faceborn cũng ngủ, mà anh ta không thể có một tình đánh tay cuối cùng. Ông James ở đây. Rồi, Chibix ơi kìa, không hiểu ý của nhau rồi. Có lẽ Chibix chắc cũng sẽ mất chết rồi. Nào, thổi ulti đến từ James. Đổi mạng lại, đổi mạng support lấy carry cũng là được. Đây, Execration có một tiếng đánh rất ổ báo ngay gần giếng của đối phương. Tình huống cũng không thực sự quá cần thiết. Cẩn thận, bây giờ Naga cũng đã có cho mình một cái Scar Relic rồi. Sắp sửa Radiance đến nơi rồi. Nhưng lượng nét có chênh lệch nghiêng về bên phía thì Execration nó lên đến là 10.000. Khi tập pen thì nó có Hawkit thì Naga thở kiểu gì đây. Một mảnh Hawkit rồi. Kit 4.000 tiền, bây giờ hai mảnh ngó kit rồi, chỉ còn 400 tiền nữa sẽ có cái recipe, có đập smoke đến từ bên phía từ Execration. Queen of Pain thì lại blink xuống dưới bot để có thể farm mà nhìn thấy được Barry rồi sao? Còn cái shop thời tôi cũng hiểu nó chẳng được gì. Rồi một shoot lên đến từ Lưu Mick, mắc hàm. Support đang đi loanh quanh thôi, bị tìm thấy luôn. Queen of Pain cũng đã có cho mình rồi, có lẽ là sẽ có cái kit ngay sau cuộc ăn chuỗi rồi. Có kit rồi, có một Runaken thì đánh nhau tiếp theo. Nếu như đó thì đánh nhau tầm thì cái Runaken này nó sẽ phát huy rất nhiều hiệu quả với cả Queen of Pain. Trên này thì ba thành viên bên phía team Moogle có lẽ là đang muốn tranh vào vị trí của Faceboy nhưng rất khó. Không có dồn đam mà chỉ có DPS thôi thì làm sao mà giết được Faceboy bây giờ. Phải pick heal dồn đam, có silence trên stun. Chứ không chống này rất khó. Rồi Nando anh ta có defusal blade và một cái dragon lens. Anh ta di chuyển ra, anh ta nhìn thấy được Clawback rồi. Nhiều đây thì Barry cũng sẽ phải nằm xuống nhưng từ từ đã. Clawback bằng một tiếng nào đó thì anh ta lại hook shot từ xuống dưới người của Lumix và thoát nạn. Nhưng bây giờ thì đã cùng ném ulti AA. Ba người Queen of Pain nhảy vào, thổi đau quá. Nhưng có lẽ là cái ulti AA cũng như là ulti của Queen of Pain vẫn chưa đủ down để có thể kết thúc hai thành viên còn lại bên phía team Moogle. Dù sao thì off lên cũng là support của Moogle thì cũng đã phải nằm xuống rồi. Naga ở đâu đó thì vẫn đang cố gắng đi farm nhưng với 8.000 network và đang chờ đợi một cái recipe không, cầm được một cái Radiance rồi thì liệu có đẹp được không? Rồi sập trụ rồi. Liên tiếp là những cái trụ. Miracle đừng có đùa. Queen of Pain có kit đấy. Và ăn có kit chết giờ. Rồi Senchi ra nhìn thấy được Raging Burrito đang cố gắng để chói cái con Faceboy vậy lại nhưng mà có vẻ như là hơi xa. Đấy là hơi xa. Lùi về rồi. Cố gắng farm với cả cái Radiance của mình. Sẽ làm gì đây? Lấy talent gì cho Naga đây? Đến 250 mana thôi xong. Có setup như thế này thì chạy kiểu gì? Silent vào mồm. Bài. Đố chạy được. Chỉ là còn ném cái ulti luôn. Chắc ăn luôn. Hôm nay thì Execration easy rep rồi. Có lẽ cũng sẽ là một trận thắng 2-0 thôi. Châu khá là đơn giản. Cầm rắn ra trông khá là yếu ớt. Bắn 3 cái rắn chết xứ rồi. Đây sao Queen of Pain bị ném long con vào. Úp lồng luôn một mình con Witch Doctor này. Vâng, vã chết Witch Doctor bằng một cái lồng.
Faithless Boy của Ray Shepherdo đúng như cái tên của mình, anh ta rất giận dữ, củ khoai giận dữ, rất đánh rất là giận dữ, nhưng mà vẫn còn đang cố gắng để có thể chờ. Bên phía team Moogle lao ra cái đấm luôn, anh ta đang đấm thẳng vào người của cái con El Titan này. Ulti lên đến từ AA. Chết không nhỉ? Trông có vẻ như không chết rồi. Đây là Lưu Mích đang cố gắng bỏ chạy khỏi vòng vây của vòng vây này. Đặt tường băng, nhưng mà đặt tường băng thì cũng lọt ra một cái khe. Liệu Lưu Mích có về rồi hay không? Mở CGU lên, slow tốc của đối thủ, đấm đối thủ luôn. Nhưng bây giờ Lưu Mích khi mà anh ta quay lưng lại thì cũng đã đến lúc anh ta phải chết rồi. Mạng lại dành cho Miracle cơ. 300 tiền dành cho Naga Siren. Búa xét dành cho Faithless Boy. Lên toàn những cái item có thể gây đam thôi. Đến item như là một carry thực thụ luôn. Witch Doctor cộng talent 200 máu. Đây thì Nando sẽ lên mình một cái BKB. Defusal, Dragon Lance có lẽ là đủ cho những cái start rồi. Miracle vẫn đang cố gắng sử dụng bóng của mình để có thể đi đẩy lên cũng như đi farm. Khả năng micro bóng của thanh niên Miracle rất là hay. Tuy nhiên là thanh niên đã xuất hiện trong đấu trường có cái tip trước cả thanh niên Miracle, nên là thanh niên mê Miracle. Với con Naga Siren khá là huyền thoại. Naga Siren của Miracle thực sự là đi vào lịch sử Dota rồi đấy. Người chơi rất là hay. Cũng rất là lận đận. Nói chung là chơi hay thì cũng chưa chắc. Bạn sự là tùy duyên. Bây giờ thì thanh niên này chắc là cũng mất hết động lực rồi. Mất hết động lực thi đấu và có lẽ là chỉ đánh giải, gọi là kiếm tiền rồi thi thoảng bán một hai game mới vui thôi. Chứ còn cũng không còn động lực chơi hát nữa. Ngày trước thì thanh niên này cũng có chơi rất là nhiều team, team Titan rồi mấy team. Ở đây sao? Faithless Boy nhìn thấy hai thành viên bên phía team Moogle. Phạt chết hai con support trong vòng đúng một cái lồng luôn. Một cái lồng level 3 thì nó rơi vào 5 giây, 5 giây chết hai support. Mình 2,5 giây biến mất một con support. Dire's top tower. Với tôi và đồng đội cũng vào và ăn Roshan luôn. Trông vụt con Roshan rất nhanh. Ai sẽ là người cầm đây? Đó sẽ là Queen of Pain hay là Kiến? Hoặc Queen of Pain cầm hay sở hữu Moto. Đây là một quyết định mình thấy khá là chính xác. Rồi Miracle vẫn đang cố gắng bám đuổi Network với dây bay và Radiance của mình. Cũng đã có level 15 rồi. Fan bám trụ khá là tốt. Nhìn thấy là Polo sông của chúng tôi này. Đây thì sao, đa pha cóc lại để có thể cứu đồng đội mình. Nhưng liệu anh ta có về rồi hay không? Một cái lốc để có thể cancel TT. Bây giờ thì có đấm, có tường băng, có các kiểu. Hook shot được vào người của Nando, nhưng hook shot vào để Nando có thể giết cho nó nhanh cũng được thôi. Ném ulti cũng khá buốt đến từ AA. Bật ngay cho mình một cái 3 và inside lên Venomancer lên Forkstab và Pipe Inside. Kiểu này thì lấy đâu ra đồ để có thể deal dam nhỉ? AA Hand of Midas cầm hút rồi. Chuẩn bị cũng sẽ lên một cái Pipe. AA có Pipe, cái đã lên High Ground cực kỳ đơn giản luôn. Raging Potato bây giờ thì sẽ hướng đến một cái BKB. Xong búa xét rồi thì sẽ là BKB. Naga Siren cũng đã có 2.000 tiền. Khá là nhiều đồ ở đây. Rồi bắn này nhưng không cancel TP của con Naga này. Để nó lại TP về.
Yashan, Jonathan sẽ hướng đến Manta. Cần phải có Manta để có thể giải được những hiệu ứng từ Orchid. Hiệu ứng từ Orchid hay là có một cái Manta cũng sẽ khiến cho bóng trâu hơn, rồi đặt được thêm 2 bóng nữa ra lên khá là khó chịu. Liên tục đẩy bóng đi để có thể push lên. Video này nếu như Execration họ không end nhanh thì họ hoàn toàn có thể thua. Hoàn toàn có thể thua mặc dù họ đang dẫn đến 24.000 euro rồi. Mà đây đa pha về được hay không nhỉ? Có lẽ là về được. Tôi nghĩ là Weaver nên lên một cái măng kỳ kính 3. Tránh những tình huống như vừa rồi. Megapermin dành cho Tuska, 40% XP gain và 90 Gopermin. Con hero này nó sẽ vừa lên tiền nhanh, nó sẽ vừa lên level nhanh. Rồi tìm được Barry, một bắn cuối cùng. Ta còn làm một bắn đôi. Witch Doctor nằm xuống khi anh ta chưa kịp chạm đến cái giếng. Hơi đáng tiếc. Ở đâu đó thì Naga vẫn đang rất chăm chỉ đẩy lên. Chúng ta nhìn cái tốc độ mà Naga đang bán lên nút kìa. Thực sự là rất là nhanh. Nó đang có smoke đến từ bên phía Team Execration. Lại là sai lệch con bóng nhưng mà Zona này vẫn chết. Sai lệch con bóng nhưng mà Zona này vẫn chết. Dồn đam chết Naga Shadow của Miracle rồi. Giờ thì lên 2 ground rồi. Khi mà đối phương không còn con Naga để có setup cũng như là phá rối bằng bóng nữa rồi. Đa pha cũng sẽ nằm xuống. Lên 2 ground thật nhanh nè. Bây giờ không lên nhanh thì kiểu gì bên phía team Moogle họ cũng có cơ hội đẹp. Rồi lao vào. Rồi kéo Raging Virtual này. Lao vào đấm thẳng người Barry luôn. Bị bash luôn, không kịp mở cho mình một cái cast ra để có thể stun con Felix Boy này. Felix Boy vẫn còn đang có cho mình, nó là hiệu ứng của BKB. Một lên là do Execration khá đơn giản. Một lên đơn giản. Sẽ là lên thứ 2 luôn hay sao? Lockwave hồi sinh rồi. Naga hồi sinh rồi, Witch Doctor 18 giây. Tôi nghĩ là 18 giây nữa thì chưa chắc Execution họ đã push được và họ quyết định cũng rất là đúng. Họ quyết định là họ đi về. Còn khá là nhiều tiền nữa thì mới có được cho mình một cái Manta để có thể giải được kit hay là né những skill của đối phương, giải Silent rất là khó. Clockwork off lên có lẽ là một cái lượt tích nó quá là lỗi thời rồi. Bây giờ Clockwork thì chỉ có đi support số 4 thôi. Do lên thì nó vốn tài nguyên của team quá mà không phát huy được quá nhiều hiệu quả. Clockwork đánh vị trí đi support số 4 thì có phải hiệu quả với cả Cork cũng như là Battery sao sớm của mình gây khó chịu với cái giày cũng như là Relay. Clockwork kiểu này thì hơi gãy. Clockwork đi off lên gãy quá. Mình chuẩn bị cái con AA kia nó bắt kịp cả con Naga rồi. AA giàu quá. Bắt một lên. Bên phía team Execration thì cũng đã hết Aegis of Immortal. Có lẽ là họ sẽ chờ đợi Aegis of Immortal mới không? Hay là họ sẽ tiếp tục lên high ground? Lên thẳng high ground, úp lầm vào người của Witch Doctor, mở cái BKB lên. Bây giờ Chimix, anh ta đang cố gắng lùi về. Anh ta bị defusal rồi, tiếp tục bắn defusal. Có bác từ hookshot vào, nhưng Chimix có liệu có về đấy hay không? Đặt ulti ra đến từ vị trí Anderson. Kéo được Raging Virtual vào trong, Raging Virtual hết mana rồi không kịp walk ra. Không phải hết mana mà anh ta đang hit down time walk đúng hơn.
Raging Boyle nằm xuống với tình huống lao vào khá sâu. Bây giờ thì Nando cũng đang phải di chuyển ra ngoài. Bên phía team Moogle đang có dấu hiệu là họ sẽ đép được Poison Nova ra, nhưng Mentor sau khi làm cái điều đó thì anh ta cũng chết luôn. Nó đang dí theo cái bóng của con El Titan này để trừ kháng phép của Nando. Nhưng Nando thì anh ta vẫn còn một cheese, luôn cheese đây. Chả tiếc gì, Miracle lao ra. Làm cái gì thế này? Mở Mata ra thứ nào? Bị lốc lên. Orbit có hay không? Orbit có hay không? BKB đến từ Nando là vẫn còn. BKB lên và đang bắn người của Dava. Dava nằm xuống rồi. Ở đằng sau thì Queen of Pain cũng như là Tuska cũng đã chết. Nhưng Naga của Miracle cũng sẽ phải nằm xuống. Bây giờ thì Nando, anh Sa sẽ làm nốt những điều còn lại. Anh ta sẽ bắn chết hết hàng support này. Tôi tin là như thế. Với cả Medallion của AA nữa thì thôi sao. 3 đó, thậm chí là còn time lapse trong nghệ phải không? Đúng như kiểu phim hành động Mỹ, kiểu bắn xong phát là thôi. Quay mặt đi, nổ boom boom boom. Đấy, tiếp tục sẽ là push thẳng lên thôi. Buyback ra để từ Witch Doctor. GG vào play luôn. Gõ GG luôn. Mất 2 lên, bị dẫn 34.000 cái quân rồi. 3 bùn rách đỏ trên bản quân thì đều là Execration. Số tạm nghiêng về bên phía team Execration đó là 1-0. Chúng ta nghỉ ngơi, chờ đợi một ít phút để đến với cái đầu thứ 2.